người mẫu hạng E mà một ngày thay 9 bộ quần áo. Chạy đi, chết bây giờ, chạy đi. Quyết đi. Dạ. Vụ gì? Cái gì vậy? Thằng Hào, muốn nhớ thằng Hào không? Sao? Nó chết rồi. Không được rồi, không được rồi. Trời ơi, sao đây? Mới gặp đây mà chết hả? Ai đâm? Không biết. Không thấy ai đâm. Nhưng sau đó, tụi thằng Thiện dí theo tôi luôn. Tụi nó đang muốn giết tôi đó. Trời nước. Uống miếng nước đi, uống miếng nước. Bà bình tĩnh lại. Bà kể cho tôi nghe, là có phải là tận mắt bà thấy thằng Thiện đâm Hảo chết không? Đã nói là không thấy mà. Nếu thấy thì còn nói chuyện gì nữa chứ. Vậy sao tôi nói dí bà? Tôi thấy cái chuyện này phức tạp quá. Báo công an đi. Sao nó lại ở đây? Gì đây? Điện thoại của thằng Hào. Hoàng đã. Bà nói thiệt đi, tôi mới giúp được bà nha. Bố còn không tin tôi như vậy. Bà công an chắc chắn người ta sẽ nghĩ tôi giết người cướp của đó. Thôi được rồi, gọi cho ông Minh đi. Em Minh à, em Minh ơi, em Minh phải cứu em. Gì đâu Dư? Hảo đoàn mình đó anh. Không biết nó có gây hấn gì với nhóm anh Thiện không nữa. Sáng nay nó chết rồi anh ơi. Bây giờ ông đã ở đâu? Em... Ông Thiện là sếp của ông Minh, chùm cuối đó. Hello, Hảo nó có được cái gì cho em không? Hello. Bà bị truy nã khắp ngành phim luôn rồi đấy. Cha mình đó. Chó đó. Hôm ấy tôi thấy bà mất tích đâu một thời gian đi. Sao tôi lại dính vào mấy chuyện này chứ?
thiệt thật. Tôi nghĩ tôi có dành cho mà nó cũng nhận ra thôi. Cô Ti, trong nhà tôi còn 5,7 triệu nữa. Vụ lục trong vali tôi là thấy. Rồi vụ đưa hết cho con Kỳ, nó đưa cho mẹ tôi nhé. Chưa gì hết là bỏ cuộc rồi. Tự nhiên cái chia gia tài luôn à. Bà bình tĩnh đi. Trong Nguy còn có cơ mà. Mình gặp nguy hiểm thì vẫn sẽ có cơ hội. Thử suy nghĩ cách coi. Hay tôi thấy vậy nè. Nhiều khi bây giờ chính là một cái dịp cực kỳ tốt để cho bà thực hiện ước mơ của mình. Ăn cái gì đi. Ý trời rồi. Nếu như thành cho, bọn nó vẫn tìm ra thì chỉ có thành gái nó mới không tìm ra được thôi. Cái gì? Bà nói thiệt không? Thấy chưa, phải như vậy chứ. Tôi nói bao nhiêu lâu nay rồi. Trời đất ơi, bà nhìn đi hả? Bà sống hả, rụt rè, sợ sệt vậy. Bà được cái gì? Trốn chui, trốn nhủi. Qua đây, qua đây, qua đây. Đó. Đây là tài sản của tôi đó. Gì mà như chơi ngài vậy? Bệnh thái. Full menu 4,200. Làm càm nè, 1,200. Mũi 300. Mắt, dăm. Cà trái khế 800. Thuốc dưỡng 1 năm là 2,000. Muốn cấy thêm tóc thêm 700 đô nữa. Trời ơi, làm con gái mắc vậy đó hả? Hay là bỏ thuốc đi được không? Tôi tự bình phục nhanh lắm. Người chứ có phải thằng lằn đâu mà tự hồi phục. Tại chắc khỏi cà trái khế đi. Giọng tôi cũng cao sẵn rồi nè. Bỏ cà trái khế hả? Hay bằng ra quá hả? Ê, có khi nào cứ trốn thế này thì không chết mà đi làm mấy cái này chết luôn không? Đằng nào bà không chết. Hãy chết như một cô gái Dương à. Đúng vậy. Nhưng mà tiền đâu nhỉ? Có mì chưa chú ơi? Đây đây con, đây con có liền nè con. Bà. Đưa cho khách nè. Dạ. Đây là tiền cát xê con gửi về cho mẹ mấy năm nay mẹ không có xài. Còn đây là quỹ đen của mẹ nè. Mẹ cho con. Mẹ cho con đó. Tiền con đưa mẹ coi như mẹ cho con mượn lại nhá. Con tiền của mẹ con không cầm đâu, phòng khi ba mẹ chạy báo trời trời nữa. Con à, cái chân mẹ chỉ bị khớp nhẹ thôi, còn ba con thì con thấy đó, ổng khỏe như trâu á. Sáng làm cho đẹp cho mẹ coi nghe. Mà trong lúc phẫu thuật á, lỡ nó có xảy ra chuyện gì thì kiếp sau con vô nhà khác con sung sướng hơn nghe. Thôi con đi đã nha mẹ. Dương à, con có chuyện gì giấu mẹ phải không? Mấy hôm nay có người lạ cứ lảng vảng trong xóm hỏi han con. Cũng may là ba đuổi con ra khỏi nhà.
không biết là mai hay rủi nữa đây. Mẹ, mẹ phải nhớ là bất kỳ ai hỏi gì, coi như gia đình mình không sinh ra đứa con nào hết nha mẹ. Mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhá. Đi đi. Dương, Dương. Ê, ủa chắc là mày ok không nhỉ? Đúng rồi, ok lắm. Sawadee krab. Sawadee krab. Ổng là dân chơi dữ nhất khu này rồi đó. Sọc rầm lố. Yên tâm, tên vậy thôi chứ không có làm lố đâu. Bác sĩ người Thái, chắc là không sao đâu ha. Tôi người Việt rồi mấy má. Liệu tôi có chết không bác sĩ? Cái này chết. Dạ. Cái này uống. Thuốc tránh thai. Ủa bộ mới là con gái là có bầu được luôn hả? Uống cho nó có hóc môn nữ. Kêu tao đi mua hủ tiếu, xong mày khóa cửa đi chơi nhốt tao ở ngoài đường. Mày là má tao hả?